khó khăn, cùng siết tay ta vững tin trong đời, dung bồi với bao mầm non, dung khát vọng cho khu vườn thêm xinh. Từng thế hệ để sân khấu cải lương tỏa sáng đến muôn đời. Đạo đức tài năng là giá trị tuyệt vời để người nghệ sĩ không ngừng học hỏi sáng tạo giới nghệ lọc tinh hoa. Mỗi giai tuồng là một bài học cho ta sống cùng nhân vật, qua vào nhân vật đồng cảm quá thân, đem lời ca đem diễn mong ghi dấu trong tim bao khán giả xa gần. Cái cách hát ca theo tiếng bồ lương truyền tuồng tích xanh sân khấu hôm nay truyền trao những tinh hoa cho đời sau. Hãy cho cánh mơ ước cuộn bay đầy đó
hoa hồng sắc hương cho đời, cùng bên nhau khúc hoan ca hòa đàn, tri ân bao người tầm mãi thương cờ. Quý vị, nhìn lại chặng đường 16 năm đã